Em xin chào chị thủ lĩnh Nguyễn Duyên xinh đẹp. Em xin chào tất cả anh chị cô chú bác trên Zoom. Em tên là Hoan, em ở thị trường Bắc Hà. Vâng, em cho em xin có một câu hỏi như thế này. Em nhờ các anh các chị và các thủ lĩnh ở trên Zoom, ai mà đã có kinh nghiệm mà hỗ trợ cho khách hàng sử dụng rồi thì hỗ trợ giúp em câu hỏi này ạ. Em có một khách hàng đang sử dụng cái liệu trình gút đấy ạ. Thì là thực ra thì em bị uống tháng này là tháng đầu tiên và rất là đau đấy, đau thì có hôm nằm liệt trên giường luôn, không thể đi được. Thì là ngày hôm nay thì em ấy cũng lại gọi điện hỏi về cái vấn đề là đào thải này thì có lâu không, và đào thải thì thời gian bao nhiêu lâu thì nó sẽ hết và nó sẽ đỡ. Vâng, thì em ý cũng gọi và muốn là uống liệu trình tiếp theo nữa ạ. Đấy thì em cái kinh nghiệm mà để điều trị hẳn khỏi hẳn một cái ca gút mà nó tương đối nặng này thì là của em thì cũng chưa chưa gặp, mà cái ca gút em chữa được thì nó cũng chỉ ở mức độ là mới nhẹ nhẹ thôi. Thì là ví dụ như của chồng em thì uống tầm 1 tháng, đào thải trong 1 tháng thì chỉ đau đúng 1 đến 2 lần, đào thải 1 2 lần là nó cực thật đau là không đi nổi. Đấy thì là đã hết rồi. Đấy, còn là những trường hợp này thì tương tương đối là nặng. Thì là em muốn hỏi xem là anh chị ở trên Zoom xem có khách hàng nào đã sử dụng cái liệu trình về gút này, và thời gian đào thải này thì với đối tượng là nó tương đối bệnh tương đối nặng như thế này thì đào thải nó có dài không, có lâu không ạ? Để em có kinh nghiệm em truyền kiến thức em tư vấn lại cho khách hàng để người ta có thêm niềm tin để sử dụng sản phẩm đến khi mà đỡ được bệnh ạ. Vâng, em xin cảm ơn ạ. Rồi, xin cảm ơn Ngọc Hoan đã chia sẻ một cái câu hỏi về bệnh gút và quá trình đào thải. Chị Tươi có ở trên Zoom không nhỉ? Chị nghe thấy rồi, chị nên chia sẻ. Em mời Chào chị thủ hỏi chuyện lĩnh Ngọc Hoan với xinh ạ. đẹp Nguyễn Duyên nhé. Vâng ạ. Chào tất cả anh chị em có mặt trên Zoom. Mình xin giới thiệu, mình tên là Hoàng Thị Tươi ở thị trường Nam Định. Thì mình cũng chia sẻ về bệnh gút, thì mình làm trong nghề y mà nên bệnh gút rất là nhiều, mà có đứa cháu ấy bệnh gút rất là nặng, bị 12 năm rồi mà suy thận. Thì Hoan cho chị hỏi là bệnh nhân bị bao nhiêu năm rồi em? Bệnh nhân này thì cũng bị tầm 5 4 5 năm rồi ạ. 4 đến Bốn 5 năm rồi ạ. bốn năm năm nha. Như cháu chị thì bị 12 năm thì cho dùng 8 liệu trình rồi. Nhưng khi dùng ấy, em ơi, khách hàng có trong trong vậy trong Zoom không? Vì là khách hàng này là họ ở vùng sâu vùng xa, cái chỗ đấy sóng nó lại yếu quá không thể vào được. Nếu mà cho vào Đấy. do Zoom được thì nghe tốt hơn em ạ, bởi vì là Vâng. cái gút này ấy, thì là thực tế là chị làm trong ngành y chị biết rồi, nó đào thải rất là đau, đau lắm ý. Đau kinh khủng ấy, cháu chị bảo nó như một dòng điện nó chạy ở trong xương, bởi vì là những cái tất cả các cái hạt tô bi ở trong ổ khớp ấy, khi mà mình dùng cái thảo dược của mình nó đào thải độc tố ra ngoài và nó đau lắm, nó buốt hết ở trong ống chân, ống xương, và những hạt tô bi nó nằm ở trong các ổ khớp đấy thì rất là đau, bởi vì cháu chị đã bị 12 năm rồi suy thận và bệnh viện trung ương đã trả về và bảo là chỉ ngồi liệt, bây giờ phải nê bằng mông, không lại đi lại được, mình nó phì đại tất cả các ổ khớp ra, nó bị suy thận không tháo đào thải độc tố được. Thế khi biết được cái sản phẩm này thì cháu chị dùng 8 tháng rồi nhưng tháng nào nó cũng đau, nó đau đào thải, thì trong cơn đau đấy mình vẫn phải kết hợp thuốc tây em nhé, vẫn phải dùng thuốc tây giảm đau, nếu như ấy, thuốc tây viên sủi giảm đau, hoặc là nếu cần y bác sĩ nào thì họ tiêm cho đấy, tiêm giảm đau cho thì nó mới đỡ đi được, chứ còn nó đau không chịu được đâu, nó đau kinh khủng, nó đau không thể ngủ được đâu, mất ăn mất ngủ. Mà nhiều người đi vào thị trường gút này nhiều lúc mất năng lượng bởi vì bệnh nhân đau quá nhiều, bởi vì là cái hạt tô bi nó cứng như là cái xi măng chết thì nó găm vào trong thịt xương ấy, mà khi mổ không ra được, mà khi mà mình cho uống cái sản phẩm mình nó lỏng, nó đào thải ra thì nó buốt nhức, cho nên là nó đau hơn, bệnh nhân hay mất niềm tin. Mà bệnh nhân bị 6 7 năm thì em bảo họ là ít ra phải dùng 7 hoặc 8 liệu trình thì nó mới đỡ được, bởi vì là chất độc trong đấy quá nhiều, nó có những người biến dạng khớp rồi, biến dạng ổ khớp, em đấy đã biến dạng ổ khớp chị em? Đấy. Nó biến dạng ổ khớp đi ấy, thì là phải dùng lâu dài em ạ. Chị không nghe thấy đó, thì em phải cho họ dùng mà bà phải tin tưởng vào sản phẩm thì mới có kết quả, chứ còn dùng 1 2 liệu trình là không ăn thua gì em nhé. Cháu nhà chị bị nặng vậy dùng 8 tháng rồi mà đến nay vẫn còn đang dùng nữa, thì đến nay thì cháu chị đỡ được 80% rồi, nhưng mà
những cái to thì nó vỡ ra rồi, cái bé thì nó tiêu đi, nhưng còn một số cái ở đầu ngón chân ngón tay là chưa tiêu hết, thì khả năng là phải uống 1 năm theo lương y Nguyễn Ngọc Sáng thì phải uống 1 năm đấy, 1 năm hơn nữa, khi nào nó hết độc tố thì nó mới thôi, nó không đau nữa. Thì cháu chị đã khỏi được nhiều và đã đi lại được rồi, sau khi dùng được 3 tháng thì đã đứng lên đi được, thì đến bây giờ là đã đi lại mà đi xe máy được rồi, còn mọi ngày thì miễn phí 50k nạp điện thoại và app Shopee và đăng ký ngay chỉ với 3 bước, có ngay 50k và app Shopee trong bữa tượng. Khoan mở mic ra đi em ơi, chị tươi bị ao ra sao nhỉ? Vâng, chị tươi chắc bị ao ra rồi. Mic của chị tươi nói bé lắm, chị tươi nói bé chẳng nghe thấy. Không, tớ nghe thấy to mà. Nhưng mà chắc chị bị ao ra mất rồi. Ngọc Khoan đã có niềm tin nhỉ, chia sẻ lại cho khách nhé. Vì vâng, cái em cảm ơn ạ. Lúc này thì có lẽ là chúng ta phải kiên trì, phải động viên khách hàng nhiệt tình hết mình ạ. Nếu như mà những cơn đau mà nó dữ dội thì có lẽ người ta rất là sợ. Đấy, và từ cái việc sợ đấy người ta lại lo là uống sản phẩm này nó lại làm bệnh mình nặng lên. Đấy, thì người ta lại rất là sợ, cho nên là mình phải tư vấn sâu hơn và giúp đỡ người ta và phân tích sâu hơn như chị Tươi vừa mới chia sẻ đấy. Để đào thải được hết những cái biến chứng ở trong cái các ổ khớp đấy thì chắc chắn là nó sẽ phải trải qua một cái thời gian hơi là dài, rất dài đấy. Bởi vì là bệnh nhân gút thì thường thường người ta là những cái khớp người ta thường hay bị biến dạng đấy, thì nó đã biến dạng rồi, bây giờ để cho nó trở lại bình thường chắc chắn là phải trải qua một thời gian dài. Nhưng mà có lẽ là cái đào thải ấy, thì cũng phải nói là tùy cơ địa từng người đấy, chứ cũng không phải là ai giống ai. Thế nhưng mà bị 4-5 năm thì có lẽ không đã bị lâu rồi. Đấy, thì em cố gắng là chia sẻ cho khách có niềm tin để uống tiếp đơn thứ hai nhá. Vâng, em cảm ơn ạ. Rồi, chúc Ngọc Hoan cảm ơn Thủy Linh nhá, chị bị ong ra ngoài. À đấy, hay xin cảm ơn cả nhà nhé. Vâng ạ, em xin chân thành cảm ơn sự cho đi của chị Tươi. Rất là may là chị đã quay trở lại kịp thời. Vâng. Bởi vì là khi em mới vào hệ thống thì gặp chị Tươi thì chị nổi tiếng vì chữa được cao gút hơn 10 năm cho người cháu của mình. Đấy là một cái mà sự thành công của chị. Bởi vì là em cũng biết rằng cháu của chị thì là bệnh rất là nặng, nằm ở trên giường thôi. Đấy, ngồi ở trên giường nhưng không nằm được. Bởi vì là các cái ổ khớp rồi là nó mọc rất là nhiều cái cục nó biến dạng từ khớp ra, rất là nặng. Đấy, thì em cũng đã được nhìn thấy những hình ảnh của chị Tươi chụp trộm về cái đôi bàn chân, bởi vì là người cháu không muốn cho chụp ảnh đấy, không cho chụp ảnh, cho nên chỉ chụp trộm thôi, nhìn thấy được 2 bàn chân sau khi mà đã đào thải và nó đã siêu lại. Đấy, đấy là một cái sự kỳ diệu của sản phẩm của chúng ta. Chúng ta nếu như mà không có siêu đi có lẽ là bệnh hút chắc chắn là nó sẽ hút hết sức khỏe của chúng ta, và có lẽ là nó sẽ tàn phá sức khỏe cho đến chết thì thôi ạ, riêng bệnh hút. Bởi vì là ngay ở xã em công tác thôi, nhưng mà có một vị lãnh đạo bị hút rất nặng, chia sẻ không tin, không đón nhận, cho nên là mình cũng đành nhìn thấy.